cái đi mua luôn. Này chứ cứ khám nợ khám bao nhiêu đâu đi. Và ở đây khách à em? Dạ. Kiếm thêm cho chị đó à. Hôm nay không có nhạc hả chị? Giờ không mở. Không thích mở. Chọn yên lặng. Tiền cuốn phi lên cân sụt 2 lạng. 2 ký chứ 2 lạng gì? 2 lạng muộn à? 2 lạng muộn. Cộng thêm mồ hôi và nước mắt và máu nữa. Tự nhiên giảm ăn trở nên ăn một là có giảm cân kia. Ừ. Trời ơi. Sao con lão vậy? Lão quá đi. Quán kia. Người yêu chị. Sugar baby của mình. Đúng. Lão à bố? Vâng. Em lão quá. Em cũng lão. Em ở đây núi chứ hả? Em ở núi cả tháng này. Rồi mà ta thấy mày chưa thành khỉ á. Trời ơi, em tôi không đi chi mà không đi mắc tích luôn. Em đang sống bình yên thế chị, tại số bộ. Thôi đi bình yên, bình đồ. Lan cái mặt banh cha chưa? Chưa, ở trong bữa đẹp hay bị đẹp đó trời. Má, hơi có mụn to hết rồi. Chơi suốt mà. Đi đâu mà đi? À. Hay mới đi kìa, hay là rừng lên rú. Đồ sống nên thơ đồ lãng mạn thì. Cuộc sống mà nó ra thấy nhẹ nhàng chị. Đây, anh chị tử mày mà lung chứ. Đâu, tới giờ ăn là bay chân tập đưa đồ ra ăn. Không tiền bạc hết, khỏe em. Chị nó không cần tiền bạc. Có trả bằng cái khác không? Không, không. Có trả bằng tình đồ chứ không? Thì khỏi đi mua lù. Nhớ chị quá về đúng không? Rồi, về giờ chị nó chán rồi. Vẫn có mạng mà. Dạ có, chị nó có wifi. Nhớ hồi mình đi chứ đó kìa, không có mạng chán đời. Ừ. Chạy nó khổ bạn này, ngày 1 ngày 2 bị liền, không mọi gì nữa. Ừ, đi nó là đi chi đó, đi chụp hình chi đó. Em đi quay gió bên cũng được, Đông Giang. Ừ. À, quay bên đó đó hả? Dạ. Vợ của thằng chủ tịch đó. Ông chủ tịch bị con dân tộc nó bỏ bùa. Có không? Cứ theo luôn cái đại con ra, không phải con của ông luôn mà bà chị vợ bà ấy đó này, bà chấp nhận bà nuôi luôn, bà đưa qua Mỹ, hai người lấy vậy rồi chia cổ phần hết rồi. Cái ghế chặt gia tộc chuẩn với sợi à, rồi nó ông lên rồi có ai bỏ ông chưa? Chưa, bị tăng chặt né kia. Cô đồ mình né. Mình né. Bỏ lắm bỏ chứ. Giờ ông chưa được đẹp. Mà chị bà kêu tụi gia tộc bây giờ cũng khôn lắm.
xe đổ tới nhảy mà nhảy kiểu như mà nhảy của bên dân tộc, bây giờ nhảy đứng qua nhảy 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 á, mười mấy người thuê 11 cụ cầu mà già làng với lại mấy đồ mà tới cúng bái kiểu soạn mâm cơm cúng cúng nữa, 9 cụ 6 người đồ cầu không làm như hồi xưa được. Từ cái tiệm mới làm. Chứ hồi nãy là tao nghe mới nói là tới giờ ăn không rồi. Xong rồi tới giờ ăn thôi, không tiền bạc gì hết. Thì bên kia trả tiền bên kia rồi, bên công ty trả tiền đi. Nó chưa nhận cái công phân là má quỷ. Mệt rè đứa mua luôn à. Thì em chưa nói sao mà, bên công ty kia trả tiền cho tao bị cho tập rồi. Thì tới giờ nó cho ăn. Mà ăn nói gì đám vô mà ăn gì. Như tụi chuyện khổ lá. Mẹ Trang với Phương vừa về luôn. Dạ. Trời ơi, qua gặp xíu nữa gặp luôn vui rồi. Nghe ai nói à? Trang gì đó, người yêu rồi, Phương toàn mẹ Phương chơi với hội bên kia vẫn gây gặp em chị à. Đa phải liền rồi răng nữa ngồi cứ sờ em ghét chứ. Gây vẫn người này người kia. Ai sờ mi? Phương dẫn chị Linda luôn đó. Trời, cái nhóm đi, cứ đi. Là đi Phương rồi mi hay là anh đi mà chụp cho Phương bộ hình trên núi á. Cái hình cho nó à. Dạ. Đi chơi hồi hồi đó cái Phương đi nhậu với dẫn Linda. Dì Linda. Cho em mượn mi ngồi. Bạn ngồi ở bạn ngồi cạnh em. Ra chỗ mơ. Bà cầm tay cái chồng. Bà bắt tay em chứ bà khèo lòng tay. Mày khèo lại. Không. Bạn Phương mưa thật sự. Ngay không xa xíu mồ. Ngay chừng vã quá rồi, thấy sao mày rồi. Mi đúng trên núi xuống thiệt em. Có không khách hàng rồi. Rồi mới thu tiền được vỗ chứ. Rồi mà cũng không thu được nè, cái đi lay nè, cái đá cầm phím. Cũng có biết thôi rồi. Đi lay rồi, phải tăng cũng biết. Chào không rồi, cái đi lay. Chắc thì biết, chắc biết. Vẽ vào mặt thì uy tín quá hiểu không? Nghe từ là không biết uy tín nữa, không uy tín đi mô luôn. Đi lay thấy cái dịch vụ. Tăng lay này. 100 ngàn là thành 101 ngàn này, 1 ngàn tiền giấy này, in mất tiền lắm đó. Biết hết. Nó nhìn bao giờ muốn đúng giờ thử coi, toàn 8 phút hay 9 phút. Trời ơi, trời ơi, chỗ này nó nhiều quá, không biết nặng từ đâu. Suốt mà.
đạt hơn 15.4. Mày nói mỏ mày đi, xong mày nằm xuống mày ré đi.